Chỉ có một thầy hôm nay bị yên tịch, đó là Hòa Thượng Thích Thắng Quang. Ngày xưa đó, thiên tử xuống trần mà không có được phong trở lại thì cũng là đi một chuyến du lịch. Thì lúc đó ông ngồi thiền sao không biết, mà bữa nay nãy sư phụ kêu ông tới để mà chi ăn, ông cũng là ân sư cho phụ không. Thì ông gom được 7-8 hòa thượng lớn đều có thần thông, tại mấy hòa thượng lớn là đều có ngồi nhập định được. Thì lúc đó cha mẹ với Phật Thích Ca với Phật A Di Đà Thái Quang đến để mà làm cái lễ quán đảnh cho cái thằng thiên tử này. Lễ quán đảnh có nghĩa là lễ giống như con gỡ cái tem ra, gỡ cái wifi ra vậy đó, để cho Thiên Long Bát Bộ và tất cả các vị Phật trên tất cả các trần trời, tất cả những vị thần, những vị thánh, những vị Bồ Tát mới chiếu xuống trần, giống như kính thiên chiếu xuống trần vậy đó, để cho tất cả các vị theo gia hộ cho những đứa con họ Thiên ngày hôm nay thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, và để cho tất cả những vị A-la-hán theo hộ với cái xác phàm của sư phụ. Thì Hòa Thượng Thích Thắng Quang về mặt tâm linh ổng rất là cao siêu. Hồi nãy sư phụ hỏi giờ ngài đâu rồi, để tại tôi không có xuống dưới Nam Cali làm đi đám ma ngày được. Ổng đang nằm, cái xác ổng đang nằm dưới á, bữa nay nè. Nhưng mà cái hồn của ổng á, mấy vị nói đi về với Phật rồi, ổng làm xong nhiệm vụ rồi, về với Phật A Di Đà rồi. Thì ổng là người đầu tiên sư phụ verify là đã được về Phật A Di Đà. Mới sáng sư phụ có hỏi. Chứ nếu không sư phụ kêu cái hồn ổng tới nói chuyện giống như xưa Hòa Thượng nói siêu á, vừa chết sư phụ kêu lại nói chuyện được, tức là chưa có về với Phật A Di Đà. Thì thời đó ổng ngồi thiền thì ổng mới kêu sư phụ á, con á đi về làm một cái kim bài hình vậy nè, xuống vậy, tức là những cái ga, những cái mô hình và những cái chữ cho nó. Ổng là người biểu sư phụ làm. Thì hôm nay sư phụ cầm cái cục mà vàng vàng á là do ổng design ra đó, trên đó có để là Thái Tử Thiên Nhãn rồi cái gì Son of God gì đó, đại khái là ông đó. Rồi làm một cái lễ cũng rất là trịnh trọng. Lúc đó có cha mẹ đứng chứng, cha mẹ là vô vi nhưng mà hữu hình, phải có người execute active thì ổng là active. Thì ổng kéo được Hòa Thượng Đại Siêu, Hòa Thượng Nguyên Đạt ở hiện giờ cũng còn sống ở bên Stockton, rồi mấy Hòa Thượng ở đây nữa. Thì lúc đó mục đích cái lễ mà lễ quán đảnh không có ai có khả năng làm cái đó. Người bình thường không bao giờ được làm lễ quán đảnh, làm tầm bậy là học máu chết đó. Bên cõi vô hình không phải muốn làm gì làm. Người đời không có biết, người đời cứ nghĩ là như làm mạo gì mị Phật tử hay làm mấy những cái chuyện đại trọng đại giống như lễ tế trời á, có ai dám làm đâu. Con thấy trong mấy ông thầy á, mấy ông chỉ gạt dân nhưng mà cộng tóc rồi quay rồi chơi rồi thì được, còn làm như kiểu tế trời hay lễ quán đảnh mà thì sư phụ đang nói, khách mấy ông dám làm á, chỉ có thiên tử thứ thiệt á thì mới được lệnh kêu làm. Con hiểu không? Cho nên con phải hiểu, con đạo thiên, con là tử của sư phụ, con phải biết vậy đó. Thì lúc đó giống như mở cái hoa ra để cho tất cả hội đồng chư Phật thừa nhận cái đạo thiên tâm xuống trần, thừa thiên tử mang sắc phàm, nhưng mà trong cái chân linh sư phụ là thiên tử. Trong cái cõi vui khi sư phụ nghỉ ngủ á, nó quá thân đi nhiều nơi á, đi đâu á cũng có thiên thần Thiên Long Bát Bộ hộ pháp để mà gia hộ. Còn về mặt hữu hình thì ổng là người chủ trì của buổi lễ đó. Có cái video hồi nãy sư phụ đưa cho mấy đứa này về cứ ngắt ra bỏ lên này. Hồi xưa vậy phụ không có nói cái này và cũng không có dám lấy mấy cái hình ảnh cũ ra, tại vì nó ảnh hưởng nguyên cái Phật giáo. Vì về mặt đời đó, ngài á là của một cái hệ phái của Phật giáo chánh thống, gọi là chánh đạo của Mỹ. Thì thời đó khi mà làm cái đó xong, làm buổi lễ đó là giống như đại khái là officially cái đạo đã ra đời, tất cả các mấy vị chư Phật đều gia hộ cái dấu này, khi ai bất cứ người nào mà đeo. Và đồng thời á, là khi sư phụ giống như hồi xưa sư phụ
dĩ nhiên có mấy vị hộ pháp giống như giờ thôi, Xích Long, Mạnh Long rồi mấy vị hộ pháp, mấy ông thiên tướng, nhưng mà không có ra comment có nghĩa là dậm chân. Là hiện giờ thí dụ như phụ đang ngồi mà không có dậm cho phụ chân vỗ tay ba cái à, thì cũng là ra hiệu lệnh. Và cái tay này là cái ấn, cho nên có lần phụ kể cái clip phụ đi có cái ông thọ thần, ông ở 3000 năm á, cái tay phụ để vô á là ổng không có bị nhốt ở trong cái cây nữa, không ổng bị ra, ổng giống như cứu tài thiên vậy đó, đại khái vậy đó. Thì cái tay này cũng là cái ấn, cho nên tại sao có nhiều người phụ để cái tay á là nó cũng vừa có điển mà vừa cũng là cái ấn lệnh. Thì có bữa lễ quán đảnh đó, cúng dường Nam Mô Ta Bà giáo chủ điều mười
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam Mô Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Tam Phương Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Thiền Lòng Bác Bộ Hộ Pháp Thiện Thần và Đàm Thị Giáng Lâm Đạo Tràng chứng minh công đức. Hôm nay đệ tử chúng con cùng đối ánh tiền thiết lễ quán hạnh hộ phật tử Ngô Tấn Kiệt pháp danh Thiện Trí sinh ngày 9 tháng 10 năm Ất Thị 1965 hành canh 53 tuổi, mẹ sinh quán Rạch Giá Kiên Giang miền Nam Việt Nam. Mẹ cầu Bùi Phương Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Thị Từ Giảng Lâm Đạo Tràng chứng minh gia hộ. Phật tử thừa tư Phật Lực tại dưỡng tiêu trừ thân tâm khương thới hạng vị bình an phụng a trí huệ viên minh bồ đề tăng trưởng tự giác giác tha hạnh giác ngộ viên mãn cùng pháp giới chúng sanh đồng chứng vô lượng bồ đề. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh. Phật chúng sanh, Phật chúng sanh tánh thường rộng lạng đạo cảm thật thầm thể nghĩ bàn lưới đế cầu quý đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời chúa bảo tọa thân chúa con hãnh hiện cúi đầu xin thể nguyện quy chỉ là tâm ma Oh.
Yeah.
Amen.
Nhà vô bà mẹ nhà vô bà mẹ nhà
đó chứ không phải có lực. Có lực như ở bên Kuwait, Trung Đông, nó dám ôm bình cho lý tưởng của nó, hy sinh lý tưởng của nó, đó là tinh lực. Mặc dù đúng hay sai, nhưng mà nó có tinh lực dưới cái niềm tin đức tin của nó thì nó mới làm. Còn mọi người có đức tin dưới thờ, dưới hội Hồi giáo có đức tin, nhưng mà nếu họ khi hy sinh đi làm gì, họ không trốn né, như vậy là họ không có lực thì không có lợi ích gì. Người tu phải có lực, cho nên cái lực là cái quan trọng nhất. Thì ở đây quý vị nên nhớ, ngôn tiếng nói của chúng ta có hai cái điều mà chúng tôi muốn nói hôm nay: tâm lực hay là vật lực và ngôn lực. Nói ngôn lực, tiếng nói của quý vị ra khỏi miệng mất, nhưng mà cái lực của tiếng nói gọi là ngôn lực không mất. Quý vị gọi điện thoại về Việt Nam thì người điện lực nó mới chuyên chở cái ngôn lực của quý vị về Việt Nam, nó mượn cái loa kia nó bắn ra để cho người kia Việt Nam nghe. Thì người Việt Nam có bên ở Việt Nam nghe tiếng nói của quý vị là qua cái ngôn lực, chứ không phải nghe thẳng tiếng tiếng của quý vị, do điện lực chuyên chở. Và người Việt Nam nói chuyện qua bên đây, quý vị nghe được cũng nghe bằng ngôn lực của họ, chứ không phải là do điện lực nó chuyên chở, chứ không phải là quý vị đi nghe thẳng nào. Như vậy đó, lực ngôn lực, điện lực nó còn chuyên chở cái ngôn lực của quý vị. Thì ở đây tâm lực, chúng ta là tâm dưới tâm Phật, cái chân mười phương cùng một hệ thống, phải không? Thì ai nói cũng có Phật tánh hết, nghĩa là tâm chúng ta có Phật tánh, nghĩa là tâm chúng ta có hệ thống tâm lực. Mà đã có hệ thống tâm lực thì nãy giờ chúng tôi cầu nguyện đó, chúng tôi cầu nguyện đó, tức là tâm lực chúng tôi nó chiên chở cái ngôn lực của tôi, cầu nguyện đó email qua thế giới bên kia. Chúng tôi cầu nguyện gì? Tại bên kia xuất hiện là tôi muốn cho cái đạo tràng nào thanh tịnh. Đầu tiên tôi nhờ tâm lực của chúng tôi chiên chở cái công lực. Chúng tôi thỉnh cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh tăng trong mười phương quy tụ về đạo tràng đây để chứng minh trong buổi lễ này. Đồng thời chúng tôi cũng nhờ tâm lực chúng tôi chiên chở cái công lực, chúng tôi thỉnh gần các vị thiên nhiêu các ở trời, như thời thấp nhất là tướng thiên nhiên, thiên đau lợi thiên, tu diễm ma thiên, đau sức đà thiên, quá là thiên, tột đỉnh cuối cùng làm thiên phi tưởng tư, xin nghi ngài xuống đây để chứng minh ngôi buổi lễ quan định này. Đồng thời chúng tôi cũng xin áp đạo ra gì thiên long các bộ hộ pháp tứ phương để cung thỉnh về đây hộ càng trong đạo tràng này. Cái tiếp nữa tôi cũng phải làm lễ tụng lắng im, nghĩa là gì? Tôi xin áp cái đạo tràng này, mời tất cả chư thần kia kim cao Phật tích điều duy để tấn thủ lưu động đây để bảo vệ đạo tràng thanh tịnh. Như vậy trong một lễ bảo vệ quán đảnh này gồm có mặt tất cả các vị mà chúng tôi qua thỉnh cung thỉnh bằng tâm như tôi email nói cái gì hiểu được chứ. Như vậy đạo tràng này có chất lượng, có giá trị. Như vậy cho nên đó là vấn đề tôi cung thỉnh vì những cái năng lực, vì có năng lực tôi dùng năng lực ngôn lực này và tâm lực tôi email hết tất cả. Đó là lý do thứ nhất trong cung buổi lễ hôm nay. Lý do thứ hai tại sao làm lễ quán đảnh, làm lễ quán đảnh tức là set up tháp phù, tôi nói là set up cái đạo tràng giao lưu, tức là tần số tâm linh của đảo này cùng với tâm linh của phương chư Phật giao cảm nhau khi có cảm. Đó là cái tôi gọi là, nó theo kiểu bây giờ tôi gọi là set up pháp vực. Không có cái đó thì không có nào giao cảm được hết. Mà tại sao chúng ta làm cái lễ giao cảm ở đây cái đảnh quan kia là lễ quá đảnh? Đảnh là gì? Thì tôi gỡ ra bị hết lễ rồi. Cái đảnh là cái mỏ ác, nhục đảnh kế hay là nhục đỉnh kế. Chỗ này mà mấy đứa bác kia nó mềm xèo rồi. Vì chỗ này theo Đạo Phật là nó vô ra, tâm linh của tất cả chúng ta vô ra. Ở chỗ đó, đây cánh cửa của tâm linh chúng ta vô ra.
Khi chúng ta làm nên chúng ta vô đây của cái đầu chúng ta là cái office của họ. Khi chúng ta vô đây nó làm 12 tiếng, hết giờ nó đóng cửa, nó ra đi hành để đi về thế giới nội tâm nó ở. Mà khi nó muốn trở lại nó làm việc. Rồi khi mà trở về thế giới nội tâm ở thì chúng ta lúc đó ngủ. Mà khi nó trở thế giới nội tâm nó trở lại nó quạt nó chung vô đây, bắt đầu nó sáng nắng nó quạt thì chúng ta thức. Bởi nào nó làm ô và tham, có đứa chúng ta phải uống thuốc ngủ mà thôi. Rồi đúng rồi. Như vậy thì cái chỗ ra vào là cái chỗ nó. Tâm linh chúng ta ra vào ở chỗ này là cái ta gọi là quán đảnh. Làm lễ quán đảnh tất cả sắc ấp tần số để tâm linh người này giao cảm tâm linh người kia cho mười phương chư Phật khi cần đến có sự giao thương giao lưu với nhau. Mà nói theo kiểu bây giờ sắc ấp thật vượt nó phải gọi là tất cả quý vị biết rồi. Thì hôm nay chú làm lễ đây tức là sắc ấp cái gì, cái tần số giao lưu bằng cái tâm thần cái đó để cho đạo hữu khi có chuyện gì đạo hữu giao cảm với mười phương chư Phật chư thiên hộ pháp nhất là tiên các vị tiên dương chẳng hạn họ sẽ có cái duyên họ giao cảm thật số cho được. Cái tiếp nữa là vấn đề quán cảnh ở đây thì trong theo pháp trong gì trong Phật tâm thì có nhiều cái quán cảnh như Đà La Ni môn quán cảnh như đại đẳng như là tổ sư cảnh quán cảnh hay là hộ ma quán cảnh vân vân có nhiều. Tôi mới chọn hôm nay làm lễ quán cảnh là gì, là giác thất dương giác thất và cái kỳ giác giác chánh giác thất pháp đàn gọi là chánh giác thất dương đàn quán cảnh chánh giác thất dương đàn này nghĩa là giác ngộ chánh thất. Làm cái lễ quán cảnh đó tức là tập kết cái tần số giao cảm này gọi là chánh pháp dương. Thì đạo hữu này là chủ trì cho cái sự quán cảnh này ta gọi là pháp dương, đó là lệnh bài pháp dương. Như vậy quý vị đạo hữu khi có lệnh bài pháp dương đạo hữu này có sử dụng qua cái tần số sử dụng cái pháp cảnh này. Mà những người nào không có làm lễ quán cảnh này sử dụng này không có giá trị gì hết, chỉ người làm lễ quán cảnh mới có giá trị mà thôi. Cho nên do đó nó có một sự tần số giao lưu. Nhưng hôm nay chúng tôi xin giải thích tại sao cái vật này là bằng đá và tại sao có giá trị như vậy. Thì ở trong đạo Phật không nói là gì, tâm ấm, người ta gọi tắt là tâm ấm, gọi tâm ấm sắc, sắc ấm tâm, tâm duyên tâm trần đơn chặt. Nói cái đó là quý đạo chắc không hiểu đâu, không hiểu. Tâm ấm tới cái giờ này tôi làm lễ ấm tâm vào thì đó là nói là vật ý tại đạo, đạo lực đó, đạo lực đó. Bây giờ tôi nói trước khi tôi nói, tôi giải thích cho quý đạo hữu hiểu cái này, từ quý đạo hữu hiểu thì mới có cái giá trị này. Quý đạo hữu cũng thường làm mà giờ quý đạo hữu không để ý. Bà con quý đạo hữu ở Việt Nam họ đau khổ quá, họ viết cái thơ cầu cứu, gửi thơ quay cầu cứu để mà quý bắt tội cứu quý. Thì khi quý vị đọc cái thơ quý vị bắt đầu khóc liền, gia vô ngân hàng giải lấy tiền ra rút gửi về Việt Nam cho họ. Có không? Có nhiều lắm chứ không thấy không. Rồi sau khi họ được thơ rồi, họ muốn phát huy cái đường hướng của họ, họ bắt đầu là gì? Họ xin tiền nữa. Họ đi bắt đầu họ viết cái thơ thứ hai, họ kể lễ đủ thứ biện chức gửi cho quý vị. Quý vị đọc cái thơ chẳng những không khóc và không giấy tiền mà vẫn còn chửi nữa, xé bỏ. Tại sao vậy? Cái thơ đầu là vật, cũng như cái vật này đây. Rồi họ viết họ đau khổ thì họ mới viết cái lời ghi trong tờ giấy cái thơ đó. Thì bắt đầu họ ấm cái đau khổ ở trong cái lá thơ đó. Thì lá thơ đó
dập dĩ đại đạo đau khổ. Rồi khi quý vị đi vô bên đây á, đọc cái lá thơ đó thì cái tâm cái giờ chắc ấn tâm, cái đó nó ấn vào tâm quý vị thì tâm quý vị xúc động liền, và tâm quý vị từ trường tâm linh quý vị với từ trường quý vị đào cảm liền, quý vị khởi tiền về Việt Nam. Còn cái lá thơ thứ hai họ viết nhưng họ ấn cái tham vô đó thì vật dĩ đại đạo mà đạo tham gì là gì đó, thì cái đạo tham đó ấn vào tâm quý vị, cái tâm quý vị nổ xuống thiên lên, bắt đầu cái sân quý vị lên chẳng đứt không có được thường tâm linh quý vị giao cảm gì hết, thành ra họ không được gì hết. Như vậy thì cái lá thơ là gì, là vật dĩ đại đạo đạo đau khổ hay đạo tham. Ở đây chúng tôi cũng vậy, đây là quý vị bất cứ vật gì tôi lấy đây tôi làm lễ, tôi ấn cái tâm gì, tức là cái tâm chánh giác pháp gương đà ở đây tôi làm lễ ấn vào lễ rồi thì cái tâm tôi ấn cái pháp gương thì đầy nhập dĩ tải đạo lực đó, đạo lực pháp gương nó là cái pháp, nó là gì, nó là sức bồ để nó cái tâm linh đạo này với cái tầm tầm số đây cũng là một hình thức cái tốt, nó không phải là pháp quật mà nó là cái gốc chỉ cho sử dụng cho đạo này thôi. Nói đi kết cái gì biết không? Biết. Như vậy các pháp gọi đại chỗ này quý vị sẽ sử dụng liên hệ với mười phương chư Phật ra trên thiên lam các con trời để làm gì đó, quý vị muốn thì nó lấy cái đó thành số để tự tập luôn. Còn cái này là pháp gọi đây là để quý vị có quyền điều hành cái đạo tràng này, thì cái này nó có thứ cách là gì, nó chấn nó có gì quy là chấn áp ma quỷ để phá thì mặt đồng đó là chân nghe. Hai nữa cái kiến này là gì, là biểu tượng cho tâm ảnh quy đầu. Đây là cái tờ trường đường, nó sẽ soi tất cả những người đến nơi đây có tâm niệm chấn hay là tà thì tâm linh này có giao cảm mà biết mà tiếp đó hay là ngăn ngừa, nó có cái giá trị này. Cho nên gọi là ta thường nói là đây là kiến chiếu yêu mà chúng tôi đã làm lại qua đời đạo hiểu rồi. Như vậy thì hai cái vật, một cái vật này là quán đảnh, là cái ánh pháp quân để cho tất cả quý vị ở chỗ này là chỗ tâm quý vị thường ra vô để nó kết quý vị vừa thuộc chư Phật chư Phật ta. Còn cái này để phải mất cái đạo tràng này để chẳng đứng những cái gì sai lầm tiếp đó những cái gì tốt đẹp để làm cho cái đạo tràng khác trực cái hôm nay. Đây là ý nghĩa căn bản tôi xin giải thích. Quý vị có nhiều chuyện khác mà quý vị cần phải hiểu, qua bên đây chúng ta không hiểu làm sai đó là đặc trưng, cho nên chúng ta cần học hỏi, cần hiểu đạo, cần đi làm đi sâu vào tư tưởng để nó có giá trị việc làm của chúng ta bằng không người ta cho mình mê tín dị đoan. Thì hôm nay tôi đã giải thích ý nghĩa rồi, bây giờ trao truyền pháp lệnh này cho đạo. Là công việc đạo tràng đến đây xin nhân mạng, tôi xin cầu chúc đạo hữu thành công cho sứ mạng phục vụ chúng sanh và cả sứ mạng đạo tiên cung. Cầu chúc tất cả nguyên đạo hữu năng nở và phát tâm hỗ trợ các con đường và pháp này được thành công và làm sự được bình an trên cuộc đời, xây dựng quê hương mới. A Hải Mạng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.